Em nghĩ sao về Hương Giang? Trời ơi, mọi người ơi, đây không phải là chương trình kết bạn bốn phương. Nó cười kìa. Đi được quay. Trời ơi, em đi quay. Tôi ôm lại đi em. Sao mà bây giờ có ôm mặt luôn đây? Quay. Trời ơi. Anh nói đúng rồi. Mày chết tôi rồi, mày quay. Dạ, để em đang không, em đang nói về cái này này. Mọi màu cháu nó nhìn quá. Không, em đang nói thật. Cái vấn đề là ở đây không ai trả lời ngoài em hết trơn. Cái vả dữ vậy đó hả? Anh nói thiệt. Nó sẵn rồi. Nó khoái quá, nó sẵn rồi. Sao? Em thích ai? Cánh. Mà sao em có mê lộ liễu ra mặt luôn vậy đó? Tại anh nhân hỏi thì em nói rồi mà. Em giờ em Quang Thùy với Sam. Em có gu với dài hay ngắn? Anh làm như vậy là người ta ép cho người ta tình. Em không nói về gu phụ nữ, em nói gu đàn ông được không ạ? 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 Nói gì với người ta, cái thằng này thiệt. Em biết nói gì đâu anh. Em nói cái gì cũng được, nói câu chính chắn đàn ông coi. 2, 3. Chào em. Trời ơi. Y như hai người xa lạ mới gặp nhau lần đầu vậy đó. Và với tư cách là... Và với tư cách là một người lạ của Karis. Think big, start small. Khởi đầu nhỏ cho khát vọng lớn. Tham gia ngay chương trình Ông Chủ Nhỏ. Thôi đi về giùm đi. Ủa về đâu anh? Về đâu kìa. Về đâu? Con nhỏ về. Nói nè. Có là Hương Giang idol hay là hoa hậu đi chăng nữa thì quan điểm của mình nó vẫn là không thay đổi đúng không ạ? Mà thực sự thì một nước không thể có hai vua đúng không anh? Đúng rồi. Một đội không thể có hai Giang được chị à. Một nước không thể có hai vua. Nhưng một đội vẫn thể có hai Giang. Em về với chồng em. Tự dưng là tôi lại giống Phiêu Diêu. Thế đổi người đi. Ừ. Thế không, anh em mình là giống nhau. Đây, về đây, bên anh. Anh ơi, nói chung là em không sợ sa thải Phiêu Diêu. Em chỉ cần một lý do thôi. Anh ơi, cây trần qua đây đi. Từ nãy giờ anh thấy nó nói được hai câu là nó tỉa sang này. Nó có hai câu là tỉa sang này. Nhầm rồi. Đừng có để cho người ta được. Không. Đoại không, nguyện không, nha. Không. Em cuồng ngày xưa chết rồi anh ơi. Để anh tạo niềm tin cho em. Em nghĩ sao về Hương Giang? Trời ơi, mọi người ơi, đây không phải là chương trình kết bạn bốn phương. Đây là nói chung là mình đồng cảm thôi. Mình đồng cảm thôi. Đồng cảm. Ơ, nhưng có đúng là, đúng chết không? Chết Nghĩa. Bạn này á. Anh ấy này nó khoái. Đổi lối rồi cho em. Thì mình đồng quan điểm rồi đúng không ạ? Nó cười kìa. Đi được quay. Trời ơi em đi quay. Tôi ôm lại đi em. Sao mà bây giờ có ôm mặt luôn đây? Quay. Trời ơi. Anh nói đúng rồi. Mày chết tôi rồi, mày quay. Tôi lại đi. Ủa, sao mà bây giờ khoảng ôm mặt luôn đây? Trời ơi, trời ơi, trời khép lại luôn. Khoái. Nhưng mà anh biết bạn nó làm cái gì trong nghệ thuật không? Thì anh biết rồi, nhưng mà nó khoái. Em cũng nghĩ cũng giống như vậy á. Mày khoái mày nghĩ giống vậy á mày. Em chỉ cần một lý do thôi. Anh ơi, cây trần qua đây đi. Thực sự em không có nói là tất cả mọi người. Ủa khoan Giang, em vẫn đang nói về chuyên môn hả? Dạ, để em đang không, em đang nói về cái này này. Mọi màu. Cháu nó nhìn quá.
mà phần lớn màu da nào, sắc tộc nào, giới tính nào thì cũng sẽ em mới có lưỡng sử hoa hậu ở Giang thì cũng sẽ yêu thích hoa hậu thôi. Cho nên nếu như các bạn có thật có một cái ánh nhìn gì đấy bày tỏ cái sự hâm mộ thì em nghĩ là nó cũng là sự dễ hiểu, đúng không ạ? Nhưng mà bạn kia khi cây trần nói, bạn nữ kia thể hiện rõ cái sự bứt phá của mình, bạn không còn đứng cái dáng cũ nữa, bạn xoay ra như kiểu một thách thức. Giang, cây là của em. Mỏi đó. Mỏi, em đứng lâu mỏi đơn giản. Giang, em về với bản chất của em rồi đấy. Từ cái đoạn mà xoay ra phải dẫm. Thôi anh ơi, bạn đấy thì theo. Trời ơi, phải một chủ đề khác rồi. Anh ơi, bạn đấy chắc chắn là làm nghệ thuật đâu anh. Nó khoái. Nhưng mà anh biết bạn nó làm cái gì trong nghệ thuật không? Thì anh biết rồi, nhưng mà nó khoái. Cái người số 5 anh hết hồn. Vừa mới quay qua, cái cầm bánh mì đưa lên. Giang, hồi đó thi hoa hậu á, em đầu dài, em có cầm cây giống vậy không? Dạ không, em không có cầm. Không có cây quyền trượng hả? Có cầm cái cây nào không ta? Ở đây có ai đi thi hoa hậu đâu? Cái micro. Ôi sao anh nhớ? Ôi, anh có sự theo dõi từ trước rồi. Bây giờ nếu mà phỏng vấn trả lời thì chẳng lẽ không cầm micro đúng không? Không, ví dụ đeo cái này giống anh sao? Không bao giờ hoa hậu mà đeo này sao người ta phỏng vấn? Hôm nay em nghĩ Em trai cái vấn đề là ở đây không ai trả lời ngoài em hết trơn. Cái vả dữ vậy đó hả? Thì em nghĩ thẳng đi. Thì em nghĩ đúng. Thẳng đi. Thì em nghĩ đúng mà. Thì anh nhìn thẳng, nhìn thẳng. Thì bây giờ chẳng lẽ giờ hoa hậu lên hôm nay em thấy sao về đại dương của chúng ta? Chúng để này. Em vấn đề thiệt luôn. Thì phải đưa mic ra thì rồi. Nói chuyện thì nó mất lên mới lịch sự thì. Nó khoai. Sao cây? Em nói dạ, đi em. Em cũng nghĩ cũng giống như vậy á. Mày khoai mày nghĩ giống vậy. Trời ơi, cho nên nói cái quan điểm của em đi mà. Thì chắc chắn bạn này cũng không có thích làm bánh đâu. Bạn này cũng làm về nghệ thuật. Và sao em biết nghệ thuật? Em nói anh nghe lập luận tại sao nè. Tại vì giống như anh nói nè, em theo anh là cái mà cái thần thái á. Thần thái là bên đây, đây. Nha. Nó khoái thiệt anh ơi. Bây giờ anh khẳng định với em luôn á, bây giờ anh đồng ý với em luôn á. Nãy giờ anh bán tin bán nghi. Ý em nói là giống như anh Giang nói á. Anh Giang nói đâu? Cái gì Giang nói gì? Anh Giang bây giờ có nói gì đâu? Em mặc đỏ. Tên Giang anh Giang với anh Thành nói á. Em ơi, chắc em mặc đồ đỏ nên nó hực trên mặt em phải không? Không phải, giống anh Giang với anh Thành. Sao mặc đỏ thế? Nãy giờ Trường Giang nói cái gì? Nãy giờ Trường Giang nói cái gì? Nãy giờ tôi không. Trường Giang chưa nói gì cả em ạ. Anh nói thiệt. Nó sẵn rồi. Nó khoái quá, nó sẵn rồi. Nói chung là bạn này giống như là anh Thành với là anh Giang nói là Giang gì vậy? Anh khẳng định là một lần. Giang nào? Anh khẳng định là anh khẳng định là một lần là Trường Giang vẫn chưa nói ok. Giang nào? Bây giờ bình tĩnh em khẳng định một câu anh sao nào? Thì giống như anh Thành nói đó là cái bạn này á, bạn giống như là luôn kiểu như muốn là thể hiện cái chất của mình. Thần thái đúng không? Thần thái đúng không? Thần thái là bên đây. Gương mặt của cô này cô có một cái sự điềm tĩnh. Cô này là cô sẽ từ từ mở mắt ra. Sao kiểu mình hợp nhau đến như vậy. Em đã hát cho cây trần sẽ như thế vậy? Luôn á. Đúng gần thế đúng không? Đã hát cho cây à. Ủa anh đang tả mà tự dưng. Mà em thấy đúng không? Chị. Thì thấy đúng không? Thì thường đó. Ừ đúng. Hợp ý nhau nữa rồi. Làm sao dám nói không? Làm sao dám nói không? Tới giờ phút này rồi làm sao dám nói không? Chỉ có em và mỗi em. Bây giờ nè, hai chủ nhà muốn mời ai về với đội mình đây? Karik hay là Hansara? Sao? Em thích ai? Karik. Mà Sam nó mê lộ liễu ra mặt luôn vậy đó. Tại anh nhân hỏi thì em nói rồi mà. Mà Sam cái mặt của mình thể hiện rõ lắm Sam. Cái mặt này nè. Karik. Kiểu giống như nói chuyện với Trường Giang, kiểu nói chuyện ba đó. Ba, con thích ảnh. Kiểu vậy. Sao Trường Giang? Chào nó muốn quá rồi. Chớ nó đang mê quá rồi. Karik, bây giờ anh cho em nói tiếng lòng đúng không? Nhiều khi người ta tướp. Chưa có hỏi ý kiến của chàng trai. Em về Hoàng Thùy với Sam. Em có gu với dài hay ngắn? Anh làm như vậy là người ta ép xong người ta tình em không nói về gu phụ nữ, em nói gu đàn ông được không ạ? Gu đàn ông được không ạ? Gu đàn ông được không ạ? Sam ơi, Sam.
Ủa có thời buổi gì loạn hết vậy trời. Loạn lạc. Loạn lạc quá. Sao ơi bắt đầu suy sụp chưa em? Em suy sụp rồi. Thôi bây giờ về đi. Thanh sẽ ra về chỗ Hoàng Thùy qua bên đây ngồi đi em. Nè. Thử đi. Ừ, thử đi. Thử đi. Thử đổi gió coi sao. Hợp cả cái ngồi luôn cũng được. Nha. Karin Sam đang độc thân. Em vừa thoải mái đó. Mà mặt Karin vẫn thờ ơ ha. Coi như không quan tâm tới cái chuyện xuất hiện của Sam. Nó coi giống như là bè bột bay trôi vậy. Nói gì với người ta cũng thằng này vậy. Em biết nói gì đâu anh. Em nói cái gì cũng được. Nói câu chính chắn đàn ông coi. 2, 3. Chào em. Trời ơi. Y như hai người xa lạ mới gặp nhau lần đầu vậy đó. Người ta từ bỏ một người đàn ông cào cấu đi qua đây gặp em. Bây giờ chào em. Không, thường là cái bước đầu lúc nào người ta cũng thẹn thùng như vậy hết. Em bạo quá sao? Thì nổi cái chuyện nhận xét bắt đùa bắt dế mấy ông trên đây không là đã thấy rồi. Không hả? Chết được cái gì nó cũng hoàn hảo này. Cái miệng cũng đúng lắm luôn. Nói đi Sam, em thấy sao? Em vẫn nghĩ là bạn này hát hay với cái body đó. À, chắc là do cái body thôi. Không, em vẫn nghĩ là bạn này hát hay. Nhưng mà cái dòng nhạc này không phải là dòng nhạc của bạn đó. Mà bạn đó phải hát những cái dòng nhạc mà nó trẻ hơn một chút xíu. Karik, em có đồng ý với Sam không? Karik nghĩ sao? Má em nói dù con gái chọn gì mình hay chọn ngược lại. Phải chọn ngược lại em, má dặn vậy. Thì cho tới bây giờ em vẫn giữ quan điểm với bạn này hát rồi, không hay. Nghe lời má, Karik có hiếu lắm em. Em cũng nghĩ là không hay. Cái gì vậy Sam? Sam trở mặt như trở bàn tay mỗi vậy. Mỗi người ở mỗi một cái thời điểm người ta sẽ có những cái suy nghĩ và những cái quyết định khác nhau. Mà cái thời điểm này của em nó lẹ quá. Tiếng trước tiếng sau rồi đổi liền đó. Em biết không, ở cái thời điểm này anh đang rất là hoang mang về em á. Là anh thấy là trời ơi, anh không ngờ một cô em của anh bình thường hiền hậu bây giờ chỉ vì một anh chàng mà có thể mà trời ơi ba mặt một lời vậy đó hả? Với tư cách là một người phụ nữ trong gia đình. Thôi chết tiệt. Chết rồi. Trong gia đình của những gia đình sắp được lập gia đình. Đúng rồi. Và với tư cách là một người phụ nữ chín chắn, có chiều sâu và có suy nghĩ. Và với tư cách là một người lạ của Karik. Em nghĩ là cái suy nghĩ này em có thể hiểu được lòng của Karik. Và em nghĩ là em sẽ nói đúng cái nỗi lòng của Karik luôn. Mình hiểu nhau ha. Vậy thì số mấy nào? Em sẽ chọn số 6. Đúng không? Đúng không? Dạ đúng rồi. Em phải nghĩ số 6 đúng không? Ý kiến của Karik sao? Dạ thì em mới nói anh Thành là em nghĩ số 6 hát hay à. Nhưng mà nó có giống dai không? Dạ em đồng quan điểm với Sam à. Họ đã tìm thấy nhau. Bước đầu mà đã thấy hợp quá trời hợp. Em ngồi rồi. Đây tự nhiên chứ bao giờ em cảm thấy em thừa thải như vậy. Thôi đi đi chỗ khác.